Bạn này mình sẽ unbox cái nước hoa đầu tiên của nhà Zulovic, đây cũng là chai đầu tiên mình unbox luôn. Trước đây thì mình có ngửi một số ngửi qua một số mùi của nhà này rồi, mình rất là thích. Còn đây là một cái chai full này, sale nó còn nguyên luôn này. Made in Canada đâu ạ? À, Canada nè. Ok, sẽ unbox nó. Đầu tiên mình đụng vô cái xe mà luôn, không biết kiểu gì cho nó không bị rách nữa. Chai này là mình order dùng bạn nên là mình sẽ giữ xe nó lại, mình sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Chứ bình thường của mình là mình sẽ sạch sẽ rồi, không còn gì đâu. Chà, nó hơi đắt rồi, xe này nó dính quá. Nhẹ nhàng một xíu. Dính quá đi. Ok, nghiên cứu cách nào mà nó không bị đắt đây. Chà, đắt à, nó bung thôi nhưng mà nó chưa có đắt. Bung cái này nãy là được. Ok, nó sơ que con chameleon này nó là con tắc kè à. Thì cái mùi mình cũng chưa có ngửi. Đây là cái sáng tạo mà cũng là mới ra trong năm 2019 của Sulovit luôn. À, mình nghe đồn đại là người ta lấy tên tắc kè không phải vì cái hình dạng tắc kè mà vì cái mùi hương của nó biến đổi tự như tắc kè vậy đó. Mọi bất cứ cái yếu tố nào, ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, hormone, ABCDEFG gì đó khi mà xịt lên da mình ấy, thì nó cũng sẽ gây nên cái sự biến đổi mùi hương ấy. Nó sẽ không giống bất kỳ cái nước hoa nào. Nên là lấy cái tên tắc kè thôi, thực ra hình dáng cũng như chai Sulovit bình thường thôi. Mình cũng rất là cực thích cái thiết kế này luôn, nó rất là sang trọng và tinh tế nữa. Ở trên này có ghi tên của perfumer là Daniel Fessio nè. Dưới này là có ghi đầy đủ thành phần các nốt của chai nước hoa, top nốt, head nốt và bay nốt nè. Đây là tắc kè đây. Chai này 60ml, thiết kế là tinh xảo, đẹp, mình thích cái kiểu design này. Một trong những lý do mà mình chọn Zoologic là mình rất là hâm mộ Lalabo, mà Lalabo với Zoologic mình cảm giác phong cách mùi của nó rất là trái ngược nhau á, nó tương phản á. Lalabo phong cách cực kỳ đơn giản và mùi hương cũng không có nỗi đâu phức tạp, hầu hết nó không biến đổi nhiều, nhưng Zoologic nó hoàn toàn ngược lại từ cách đóng hộp đến thiết kế, các bạn thấy rồi đó. Và cả cái mùi hương nữa, cái sự biến đổi mùi hương của Zoologic nó rất là, tóm lại là cái khoảng cách giữa top note, bay note, bay note nó sẽ rất là khác nhau. Nó sẽ ra một cái mùi theo mình cảm giác là nó khác rất nhiều so với khi mới mới xịt, chứ không có chuẩn tính như là Lalabo. Mình sẽ xịt thử nha cái. Ok, à, mình sẽ trở lại review của chai nước hoa tắc kè này sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.